Vậy Lô xin chào tất cả mọi người cùng nghe kênh của Nguyên Bảo Nông Dân cũng như kênh Nhịp Sống Nông Dân cũng như kênh Nông Dân Tây Nguyên. Thì hôm nay mình cũng làm một trong những cái kênh đó. Thì trước giờ cũng rất nhiều người sử dụng cái khẩu trang để xịt thuốc á. Thì đối với mình thì hiện tại có những cái mặt nạ phòng hộ rất tốt, còn cái khẩu trang á, thì sẽ bảo vệ, cũng không bảo vệ được cái khỏi cái hơi thở, mà tránh được cái tình trạng làm ảnh hưởng đến gan, thận, phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì sau đây mình xin giới thiệu với bà con cũng như tất cả mọi người những cái bộ mặt nạ phòng độc để làm sao mà khi mình phun thuốc từ sâu á, thì mình tránh được cái tình trạng hít hơi thở từ thuốc sâu cả ngày. Bởi vì mình xịt 1.000 cây cà phê, nhiều lúc mình xịt một bồn là rơi khoảng độ khoảng tầm 2 đến 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ, thì rất mệt mỏi cho cơ thể. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người sử dụng cái khẩu trang mặt nạ phòng. Thì đây là một cái bộ khẩu trang có kính. Đây là mình chưa có bỏ qua rồi. Kính phòng hộ. Đây là cái bộ mặt nạ mà chưa lắp ráp nhé. Kính này. Kính này là kính phòng hộ TFT. Có tất cả rất nhiều chi tiết. Khi mà vào lắp ráp thì cũng rất dễ dàng. Bông lọc này thì có thể thay thế này. Thay thế rất nhiều, rất dễ luôn. Thì một cái túi như thế này có những cái tấm bông lọc, và mình bỏ vào đây. Khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta tháo bông lọc vào. Đây là cái tấm than hoạt tính, có thể lọc được tất cả các cái khí để ảnh tránh cái tình trạng mà cái hơi độc, cái hơi thuốc sâu, và làm hít chúng ta hít thở vào cái lá phổi, là gan của chúng ta, phổi, và chúng ta sẽ được lọc đi và rất khỏe, rất hoàn toàn khỏe luôn. Khi chúng ta lọc rạp như thế này rất dễ dàng, rất dễ thay thế. Và cái bộ mặt nạ bọc ở trên trên mình thì nó chỉ như vậy, và chúng ta sẽ lọc cái phin lọc vào. Phin lọc này giúp lọc khí rất ok. Đó, như vậy là xong. Thì một bộ mặt nạ này có thể sử dụng được rất nhiều, cho rất dễ cho tất cả các bà con nông dân khi xịt thuốc. Như hiện tại thời điểm này có nhiều loại thuốc rất độc, thuốc nấm cũng như thuốc sâu, và tất cả các cái dòng sản phẩm thuộc để mà trị bệnh cho cái cà phê cũng như sử dụng cho cà phê tiêu rồi sâu riêng rất nhiều. Thì đây là mình hướng dẫn nhé. Và khi sử dụng lắp đặt xong thì cái bộ mặt nạ này thì mình sẽ đeo vào đây. Đeo vào chúng ta thắt cái dây như thế này. Khi đeo mặt nạ vào chúng ta vẫn có thể nói chuyện bình thường, mình hít thở và nói chuyện rất bình thường và rất dễ thở đó này. Chúng ta không nghe một mùi thuốc ở phía bên ngoài, ở thuốc sâu, những cái dòng thuốc mà có cái mùi nặng nhất ta cũng không nghe luôn, và chúng ta thấy rất dễ thở. Và cái kính này á sẽ tách biệt trước, cái bộ kính này cũng là tách biệt rất riêng này, rất dễ luôn. Và chúng ta đeo vào thì rất sáng và không ảnh hưởng gì đến mắt, và không làm mờ mắt luôn. Đây là cái dòng sản phẩm này rất ổn định cho bà con nông dân sử dụng nhá. Với cái bộ phận này được bảo vệ hoàn toàn, lọc không làm ảnh hưởng đến lá phổi của chúng ta khi chúng ta hít thở vào. Đây mình sẽ tháo ra loại cho đó cho mọi người. Thì một cái bộ mặt nạ này chỉ có 200 ngàn thôi, mà bảo vệ được cho sức khỏe cho tất cả bà con, bảo vệ trong cái thời gian mình làm việc. Khi chúng ta đeo 2-3 lớp khẩu trang thì chỉ là đeo, gọi là đeo tạm thời. Khi không khí với mồ hôi hoặc là làm ướt cái khẩu trang rồi thuộc nó dính vào, bám vào nơi cái khẩu trang ở trên cái mũi của ta, dính vào và chúng ta cũng hít vào. Khi mồ hôi nó vừa mặn vừa có cái chất thuốc độc hít vào thì chúng ta chẳng bảo vệ được cái gì hết, gọi là đeo cho có thôi. Rồi mà khi chúng ta phòng hộ như thế này thì chúng ta sẽ nên mang một cái áo mưa nữa, sẽ tránh được cái tình trạng không bị thấm. Khi chúng ta mang áo lao động là sẽ xịt thuộc, nó sẽ bay rất nhiều, và áo lao động sẽ làm ướt cái bộ phận cơ thể, làm ngấm cả cơ thể này, về chúng ta tắm cũng không sạch được. Nhưng chúng ta chỉ có mang thêm một cái lớp áo mưa phía bên ngoài thì sẽ bảo vệ được cái sức khỏe của chúng ta, sẽ không bị hoàn toàn cách biệt với cái thuốc, cái bộ áo mưa đó cách biệt được với thuốc luôn. Và khi xịt một ngày mình có thể trước là mình xịt một buồn thuộc là có thể buổi ngày buổi đêm đó là mình có thể suy nhược mệt mỏi thôi. Nhưng mà giờ hiện tại mình xịt một ngày 2 buồn thuộc sau một mình thôi, nhưng rất ok luôn, rất khỏe, hoàn toàn rất phù, không tổn, gọi là khi chỉ có lúc mà trời thời tiết nó nặng quá, nó mình mệt mỏi hơn một chút thôi, nóng thì cái áo mưa nó tác động vào làm nóng cái bộ phận cơ thể của mình đi lại nhiều thì sẽ bị nóng, còn không ảnh hưởng gì đến, còn phần đa là mình xịt mà cảm giác mà thời tiết nó êm mát mẻ, xịt cả nguyên ngày không sao hết. Thì mình với mình Nguyễn Bảo Nông Dân, Nhịp Sống Kênh Nhịp Sống Nông Dân và Nhịp Sống Nông Dân Tây Nguyên khuyên tất cả bà con cũng như tất cả mọi người sử dụng sản phẩm mặt nạ bảo hộ này để làm sao thanh lọc và bảo vệ sức khỏe của cơ thể của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ai muốn sở hữu những cái bộ mặt nạ này để mà xịt thuốc chúng ta để luôn luôn sẵn ở trong nhà, và những khi nào cần xịt thuốc như tất cả các cái thuốc hiện tại thì thuốc sâu, thuốc cà phê, thuốc sầu riêng rất nhiều vân 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 vân, khi làm nông nghiệp thì chúng ta nên sử dụng những cái bộ mặt nạ này để bảo vệ sức khỏe. Thì ai cần thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0339823328 hoặc số điện thoại 0815027379 Zalo luôn á. Thì mình sẽ tư vấn trả lời, và ai cần đặt hàng thì mình sẽ giao hàng ship tận nơi luôn nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong kênh và trong những video tiếp theo.